Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì sẽ giới thiệu với mọi người một cuốn sách học tiếng Thái Lan qua văn học của Thái, và cuốn sách đó có tên là Được sống Thái Lan trong cuộc sống cụ thể dành cho sinh viên Việt Nam. Thì ở trong cuốn sách này á, thì chủ yếu là cái nội dung ở trong cuốn sách này sẽ nói về đời sống của người Thái đã xuất hiện ở trong tác phẩm văn học cuộc sống cụ thể. Tác phẩm văn học cuộc sống cụ thể này thì tất cả mọi người Thái đều được biết, và ngoài những cái chi tiết về đời sống của người Thái ra thì còn có rất là nhiều từ vựng liên quan đến giao tiếp hàng ngày, đời sống của người Thái, và có cả những cái từ hoàng gia. Thì nếu nếu như mà mọi người được đọc quyển sách này á, thì sẽ có thêm nhiều kiến thức khi mà giả sử như mình có được tiếp xúc với lại người Thái hoặc là đang sống ở Thái, và mình sẽ thấy là những cái từ vựng mà được đưa ra này hoặc là những cái thông tin về đời sống của Thái này sẽ có thể là áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày và trong giao tiếp với người Thái.